Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kính nguyện ơn trên Đức Thánh Tổ Thánh Sư, Tam Giáo Đạo Sư, Tam Vị Thánh Tổ, Tiên Sư Tổ Sư, Tiên Tổ Tiền Tổ, Hậu Tổ, Tổ Sư Tổ Thầy, Thập Nhị Tổ Sư, Tiền Hiền Hậu Hiền, Tiền Bối Hậu Bối, Chư Liệt Vị Tổ Sư, Thì Từ Chứng Minh. Hôm nay nhân ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, tại tư gia gia đình chúng con thiết lập đàn tràng tế phẩm hương đăng hoa trái, tế phẩm cùng hòa nguyện với tất cả anh em môn đồ tứ chúng thập phương tề tụ về đây để dâng lên nén tâm hương cũng như phẩm vật trước bàn thờ tổ nghiệp, để tỏ một lòng hiếu kính tri ân các bậc tiền bối tiên sư đi trước đã hoài công sáng lập ra bộ môn nghệ thuật cầm kỳ thi họa, đờn ca múa hát, âm nhạc dân tộc Việt Nam, nhạc lễ cổ truyền, để cho tất cả hàng hậu bối, thế hệ hậu bối chúng con đi sau nguyện tiếp bước gìn giữ phụng hành phụng sự trên con đường sự nghiệp của chúng con. Nay chúng con vào giờ này duyên đã đủ, thời đã đến, xin mời tất cả quý thầy ban nhạc lễ dân tập trước án tiền để dâng lên nén tâm hương khởi tâm đảnh lễ cầu nguyện ơn trên hồng ân của chư vị lịch đại tổ sư, thì từ chứng minh đồng gia hộ cho toàn thể anh em ban nhạc lễ cũng như tất cả quý anh em nhạc công, ban nhạc, MC, ca sĩ, đang những ai anh em ekip âm thanh hậu đài, YouTuber hiện đang hoạt động trên con đường nghệ thuật, cũng được hanh thông may mắn ca hay diễn tốt, duyên dáng sân khấu được nhiều khán giả công chúng mộ điệu, kẻ thương người mến, đắt xô nhiều xô. Hàng năm chúng con với tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nay chúng con tại tư gia thiết lập đàn tràng tế phẩm tỏ lòng thành kính tri ân tổ nghiệp. Vào giờ này duyên đã đủ, thời đã đến, xin mời ban nhạc lễ niệm hương và trở về vị trí để khai nhạc thỉnh tổ. Sau đó xin mời tất cả quý anh chị em, đồng nghiệp, các bậc tiền bối hậu bối trở về đây, xin mời vào bên trong để thắp nén tâm hương tỏ lòng thành kính tri ân tổ nghiệp. Thank you.